Nhiều bạn gặp trường hợp này sau khi nhấn mí. Em là nhấn mí được mấy năm rồi? 4 năm ạ. Thế nó giữ được cái lớp mí đó trong bao lâu? Tầm hơn 5 ạ. Mới đầu mình nhấn mí xong thì nó thành nếp mí rất là rõ, ok dạ. Đúng không? Nhưng sau hơn 1 năm thì nó bị bung ra, nó cảm giác nó có nhiều nếp mí thành đa lớp mí đúng không? Dạ. Thế cái nguyên nhân của cái tình trạng này là sao? Tức là mới đầu khi mình nhấn mí thì là luồn chỉ mò thôi. Nó tạo được cái liên kết, nhưng khi mình nhắm mở mắt nhiều ấy thì những cái liên kết vào do cái nhấn mí nó bị mất thì nó có thể thêm những cái đường sơ cũ theo cái đường nhấn mí nó hình thành nên nhiều những cái nếp mí khác nhau, thì gọi là tình trạng đa nếp mí. Với tình trạng như thế này thì bác sĩ đã hôm nay sẽ quyết định là can thiệp tối thiểu để tạo cái liên kết chắc chắn, cụ thể và rõ ràng ở phía bên trong, cũng như là chỉnh cơ một chút xíu cho mắt bạn ấy tươi tắn, vì mắt của bạn là nó xu hướng nó hơi buồn chút xíu, nó cũng nhìn nó xuôi xuôi nhé.